Cựu Tổng thống Donald Trump gần đây đã chia sẻ một số thông tin chi tiết về cuộc sống cá nhân của cậu con trai út Barron Trump. Khi được hỏi liệu Barron có được các cô gái yêu thích không, Trump cho biết, theo như ông biết, Barron vẫn chưa có bạn gái. Tôi không chắc là cậu ấy đã ở độ tuổi đó chưa. Tôi không nghĩ là cậu ấy có bạn gái, ông nhận xét. Trump cũng tiết lộ rằng Barron là một người khá kín tiếng, mặc dù rất hòa đồng với những người xung quanh. Ông nhấn mạnh rằng Barron tập trung vào việc học hơn là hẹn hò và tự hào ghi nhận thành tích học tập của con trai mình. Cậu ấy rất thông minh, là một học sinh xuất sắc. Cậu ấy theo học tại một trường danh tiếng và có thành tích học tập ấn tượng. Cậu ấy là một chàng trai trẻ tuyệt vời, Trump tự hào nói. Hiện tại, Barron Trump là sinh viên năm nhất tại trường kinh doanh Stern của Đại học New York, một trong những trường đại học danh giá nhất tại Hoa Kỳ. Theo cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, trong lần xuất hiện trên chương trình The Five của Fox News tuần trước, Barron rất thích các lớp học và giáo sư tại trường. Cô cũng chia sẻ rằng con trai cô đang phát triển tốt và thích nghi với cuộc sống ở thành phố New York.